hả? Nó không nghe chồng. Dạ. Giàu không nghe chồng. Là nghèo quá hả? Ừ. Là không có tiền ăn hay sao? Ừ. Bà cứ để đó đi bà. Rồi có tiền ăn không? À. Có tiền ăn không? Làm gì? Ý là làm cái gì mà có tiền đúng không? Ừ. Cho ăn, ăn không ăn là thôi chứ. Rồi rồi cơm nước hàng ngày là ai nấu cho bà ăn? Ai cho? Nấu. Bà tự nấu hả? Không có. Đây nấu. À hàng xóm nấu. Ừ. Rồi mang sang cho. Ừ. Trời trời ơi. Rồi khổ quá, không có tiền mua đồ ăn thức uống là cơm nước này, nồi niêu này, bỏ lung tung này. Là con trai bà đi lâu chưa? Đâu rồi. À, trong cái nồi cơm thì được có một miếng da heo hay cái gì đây? Cái này là cơm trưa cho hai ông bà hay gì đây? Ừ, mà ăn không được. Ăn không được á hả? Sao ăn không được bà? Bà ăn cơm chưa? Ăn rồi mà không được. Sao ăn không được? Chứ khó ăn vô cho khỏe chứ. Ừ, khỏe. Rồi, trong cái ông thì bây giờ là nằm một chỗ. Ông có ngồi được không ông? Ông ngồi lên được không? Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đã có mặt tại chợ Vàm, thị trấn chợ Vàm này các bạn. Ở Phú Tân, An Giang các bạn. Thì đây mình được biết về cái hoàn cảnh của một gia đình khá là neo đơn, cũng như bị tật, bị bệnh khá là nhiều, cho nên là mình mới ghé mình hỏi thăm. Nhà này nghe đâu thì mới được cái gì bên nhà đại đoàn kết à, bên chữ thập đỏ hay sao, mới làm cho được cái nhà bằng tiền chế. Con chào cô. Cô đang làm gì đây? Cô đang ăn cơm hay làm gì vậy? Không ăn gì hết hả? À, xong ngồi đây. Cho con bỏ này tí đây tí nha. Ừ. À. Bà đang ngồi uống nước hả? À. Cái ai đang nằm trên giường ấy bà? Con hay là chồng hay là? Chồng. Chồng của bà hả? À. À. Thế bà tên gì bà? Bà tên Đẹp. Bà tên Đẹp. À. Bà năm nay bao nhiêu tuổi ấy bà? Sáu mấy rồi. Sáu mấy hả? Ừ. Sáu mấy mà con tưởng là chín tám mấy chứ. Sáu mấy tuổi rồi đó. Là chồng bà bị bệnh gì mà đang nằm đây? Nó nữa đó. Là bị bệnh gì bà? Nằm hình như đáy ra quần luôn hay sao kìa? Ông ơi! Không nói được à cơ? Ông đang làm gì đấy? Ông nằm làm gì đấy? Nghỉ à hay làm gì đó? Ông kiểu bị bệnh hay sao vậy? Ông bị bệnh gì à? Ông bị bệnh hay sao vậy? Thì như không có tắm giặt gì hay sao nè. Này giống kiểu là ăn rồi vệ sinh tại chỗ luôn hay sao? Ô trời ơi, nhà này. Rồi ở đây là có hai ông bà thôi à bà? Ừ. Còn ai nữa không? Với chồng nữa mà chồng đi rồi. Chồng nữa đây. Chồng nữa là chồng nào? Bà nó còn bà. À, còn bà. Con của bà hả? Ừ. Nó đi đâu rồi? Đi đâu không biết, nó về tới giờ nè. Là con bà là như nào chú? Nhà thằng đó hả? Nó đi tối ngày. À. Rồi có bị khờ hả? Ừ. Bị khờ hay bị thần kinh? Bị khờ. Ừ. Là lớn chưa bà? À. Lớn chưa? Vợ nó chết nằm. Đó đó. À, có nghĩa là con bà có người con duy nhất thôi. Ừ. Xong rồi lấy vợ thì vợ chết đang nằm trên bàn thờ kia. Ừ. Dâu. Con dâu. Dâu. À, mất lâu chưa bà? Lâu rồi. Mất lâu rồi. Rồi sao mà mất? Biết. Ừ. Rồi giờ bà đi không được hả? Ừ. Rồi ông cũng đi không được luôn. Ừ. Rồi người con trai thì cứ đi lang thang. Ừ. Trời ơi, nhà mà giờ còn có ba người đều ấy cả hả? Sao bà? Ừ. Con trai bà đi đâu? Biết đi đâu nữa, về tới giờ. À, về tới giờ hả? Ừ. Nó đi biết chứ làm cái gì. Bà thì nó hẹn nó đi ai hỏi nó về tới giờ. À, có nghĩa là đi không biết đi đâu nhưng mà cứ nói là về tới giờ hả? Dạ. Giờ còn hai ông bà ở đây thôi. Dạ. Nhà thì nhớ là thứ nhất là không có ai dọn dẹp, xong bắt đầu ăn vệ sinh tại chỗ luôn hay sao? Nó hôi dính. Ông ngồi được không?
Ông ngồi không được à? Ông giống như chú. Ông giống như nghiện rượu à hay sao? Hả? Ông là bị bệnh gì hay sao? Ông bị rồi hình như nằm đó là nằm ăn gì ở đấy, nằm ăn gì ở tại chỗ luôn hay sao? Nằm tại chỗ. Dạ. Bây giờ cái nhà ông là hết ham. Dạ. Ngày xưa cái nhà là bị nát lắm đúng không? Này là mới được cất lại. Nhưng mà hiện tại bây giờ mới cho đó. Dạ, nhưng mà hiện tại bây giờ là giống kiểu là bị cả nhà bây giờ là bị bệnh hết rồi. Con thì bị khờ, bà thì sao bà khóc? Bà sao? Có gì kể con nghe nè. Hả? Sao bà khóc, bà kể con nghe coi. Hả? Bà sao bà khóc? Khổ quá hay như thế nào, bà kể con nghe coi. Hả? Không nghe chồng. Dạ? Nghèo, không nghe chồng. Là nghèo quá hả? Ừ. Là không có tiền ăn hay sao? Ừ. Bà cứ để đó đi bà. Rồi có tiền ăn không? À. Có tiền ăn không? Làm gì? Ý là làm cái gì mà có tiền đúng không? Cho ăn không ăn là thôi chứ. Rồi cơm nước hàng ngày là ai nấu cho bà ăn? Ai cho? Nấu. Bà tự nấu hả? Không có. Đây nấu. À hàng xóm nấu. Ừ. Rồi mang sang cho. Ừ. Trời ơi. Rồi khổ quá, không có tiền mua đồ ăn thức uống, là cơm nước này, nồi niêu này, bỏ lung tung này. Là con trai bà đi lâu chưa? Đâu rồi. À, trong cái nồi cơm thì được có một miếng da heo hay cái gì đây? Cái này là cơm trưa cho hai ông bà hay gì đây? Ừ, mà ăn không được. Ăn không được á hả? Sao ăn không được bà? Bà ăn cơm chưa? Ăn rồi mà không được. Sao ăn không được? Chứ khó ăn vô cho khỏe chứ. Ừ, khỏe. Trong cái ông thì bây giờ là nằm một chỗ. Ông có ngồi được không ông? Ông ngồi lên được không? Nhà nó hơi có mùi. Trong nhà này. Tối không biết là ai ngủ đây. Chắc là con trai của ba về đây ngủ này. Chắc là trải cái chiếu ngay chỗ này ngủ ở đây luôn. Không biết là đi nhặt ông đĩa ở đâu về mà quá trời luôn. Xe lăn, nồi niêu, cái vách đằng sau này thì người ta làm cho được khúc, còn khúc đằng sau thì bây giờ vẫn còn bị dột, bị nát. Con trai bà bao nhiêu tuổi rồi bà? Kéo mấy rồi. Sáu mấy rồi, ừ. Dạ. Ông ăn cơm chưa? Ông ăn rồi hả? Ăn rồi. Dạ, ông tên gì? Dạ. Ông bao nhiêu tuổi rồi? 70 hả? Hay 60? Ông bị bệnh, cả hai ông bà bị bệnh mà con thì bị khờ. Giờ là nói chung là không ai chăm sóc. Không ai chăm sóc cho ông bà. Hôm nay còn nước mấy bánh mì à? Giờ con bà đi lâu chưa bà? Đâu rồi. Đi hồi nào? Ba bốn bữa dài mà. Ba bốn bữa nay rồi. Mà không gì. Ừ, đi ba bốn bữa nay rồi mà không về. Ừ. Rồi ai tắm giặt cho ông bà? Tắm thấy cho ai tắm. Ông ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi luôn hả? Ừ. Hai ông bà có mỗi đâu tí cơm mấy được cả miếng cá đâu bằng cái đầu ngón tay á. Đâu. Đâu. Dạ. Đâu. Cá trong nồi cơm á. Ừ. Tiêu hậu rồi. Dạ? Tiêu hậu rồi. Còn... Bà bây giờ bà đi được không bà? Được, không được. Bà đi như thế nào? Giờ bà đi như thế nào? À. Hay là cứ ngồi vậy thôi? Bà bò làm sao? Bà bò con xem nào. Bà đi như thế nào? Bà đi cho con coi nào. Bây giờ bà đi vào chỗ nồi cơm mà đi làm sao? Nè. À, là lết kiểu đó. Nhích vào chỗ nồi cơm. Có người ngồi lết thôi đúng không? Không có đi được. Rồi cái tay bà bị sao đấy bà? À. Cái tay đấy. Bị bệnh nữa. Bây giờ bành ra không được hả? À, bị bệnh. Có nghĩa là bây giờ cái tay nó bị tai biến rồi, nó phục lại rồi đúng không? Ừ. Là bà bị lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Ừ, bà bông bữa.
3-4 3-4 năm nay rồi. À. Tội quá trời. Hai ông bà giờ không ai chăm sóc này. Trong nhà thì tắm giặt cũng không ai tắm giặt cho. Bà cứ để đấy bà. Có nghĩa là bây giờ là chúng là chỉ nhờ hàng xóm láng giềng. Ai cho cơm cho gạo thì ăn cái đó thôi. Sao bà khóc cái gì bà nói nghe coi. Sao bà khóc? Có thằng con này nó bị khờ, nó đi lang thang đi đâu mất rồi á. Về tới giờ mà bao bốn mươi chạy mới về. Nó đi lâu lắm rồi. Đông nó mới về. Nó cứ đi lang thang biết khi nào nó về. À, biết ở đâu nói. Ông còn đi được không ông? Ông đi được, ông xuống đây ngồi nói chuyện với con này. Xuống đây ngồi. Không được. Không được á hả? Có nghĩa ông chỉ ngồi một chỗ vậy thôi. Vậy là ông cũng không đi được mà bà cũng không đi được luôn. Lết không. Giờ con dâu bà sao mà mất? Mất hay sao? Bị bệnh hả? Bệnh nhà mất. Bị bệnh hay sao bà? Bị bệnh hả? Không có. Bị điện giật. Bị điện giật chết rồi. Vậy chết. Dạ dạ. Rồi nhà mình còn có mấy người con bà? Bà bốn đứa. Ba đứa. Mà đi đâu hết rồi? Chồng như có vợ hết rồi. Có gia đình hết rồi. Mà để ông bà sống kiểu này á hả? Ăn nghỉ ở tại chỗ giống kiểu nước đáy, nước đổ, thứ dưới bình thường quá trời luôn kìa. Có nghĩa là trong cái nhà bây giờ nó đủ thứ, gọi là nó hơi, nói thì nó ấy nhưng mà bốc mùi quá. Dạ. Giống kiểu là không đi được á. Rồi tiểu tại chỗ. Rồi mấy người con không về thăm bà hả? Có về thăm không? Thăm, ba bốn bữa, bông mầm rỡ mới về một bữa. Thăm mà không tắm giặt cho ông bà như thế nào mà để ở kiểu này trời. Rồi mấy trai mấy gái bà? Một trai một gái, gái gái nữa à. Một trai một gái. Ba bốn bữa dài. Để ông bà phải về tắm giặt hay chăm cái gì như này đâu. Giờ lấy chồng rồi ông theo chồng luôn rồi. Mẹ trẻ nó có đứa con. Cái đứa con không có sự sống. Nó lo cho nhỏ đó. Có nghĩa là giờ có con mà con nó cũng khổ quá rồi. Không biết giờ nó còn mất người nhỏ đó không biết. Chị thấy. Ông mà chứ. Cái đứa mà không có sự sống đó. Nó còn không? Đứa cháu mà không có sức sống nó còn không? Cái gì? Đứa cháu của con bà ấy. Còn. Còn là nó không có sức sống hả? Không có. Nhớ đi xe lăn một lần đó. Trời ơi. Đây nè. Là sao cơ? Bị bệnh nữa. Bị bệnh ở trên đầu? Dạ. Rồi không có sức sống? Rồi đó. Cơm nước là bà tự nấu hả? Cái nồi cơm này bà nấu hay ai nấu á? Không có, nó nấu. Ai nấu, con trai bà nấu hả? Nó nấu hồi nào mà nó? Ai nấu cho bà nồi cơm kia? Ai nấu cho bà nồi cơm á? Trời ơi, bà bụng bữa dài rồi. Nồi cơm đến mấy ngày nay rồi? Cái để đó từ mấy ngày nay rồi? Thì sao mà ăn được? Ăn vào nó bị bệnh thì sao? Nước uống này. Ông đi được không ông? Thấy khổ quá, khổ ấy. Sao bà có chuyện gì buồn là kể con nghe coi. Buồn như vậy. Sao buồn sao nói con nghe coi. Bà, buồn cái gì nói con nghe này. Bà buồn là sao? Nhớ con hay là nhớ cháu hay là không có tiền ăn hay là như thế nào? Nói cho con xem con có giúp được cái gì không, con giúp cho. Sao bà khóc, bà kể con nghe đi. Có chuyện gì mà bà khóc? Ông nghĩ chào. Dạ? Dạ, ông nghĩ chào. Là sao? Khổ quá hả? Dạ. Có nghĩa khổ quá khóc. Giờ con cháu không có, con thì khỏi, con dâu thì bị điện giật chết đó rồi.
Rồi hai ông bà cứ sống cứ lê lết rồi đấy. Sao có chuyện gì buồn bà kể con nghe này, con nghe con xem con giúp được không? Giúp gì đâu giúp. Thế mà giờ bà cần con giúp bà cái gì? Giờ bà muốn giúp cái gì? Gì cũng được, không cũng được, có gì đâu. Giúp cái gì cũng được á hả? Ừ. Ừ. Trong người bà giờ còn tiền xài không? Không. Không còn tiền xài luôn hả? Ừ. Không có đồng nào luôn hả? Ừ. Rồi trong người bà có bị bệnh gì nữa không? Không. Ừ. Bệnh gì này này nè. Nè. Bị mỗi cái tay này là giờ không co ra được nữa. Ừ. Nè. Bẻ ra không được nữa. Ừ. Nó rút lại á. Ừ. Rút lại nè. Bị bệnh khổ quá rồi buồn đúng không? Ừ. Ông thì cũng nằm một chỗ luôn rồi, không có làm được cái gì nữa rồi. Rồi bà có uống thuốc gì không? Không. Cũng không uống thuốc luôn. Ai cho bánh mì ông này không? Đó, cái chân cái gối nó đen thầm lầm. Ai mua bánh mì cho ông á? À, ông giờ cũng nói cũng không được. Nằm một chỗ luôn, bây giờ không gọi là hai ông bà là đều nằm một chỗ luôn. Có người con thì còn, bây giờ nó bỏ nó đi đâu không biết, nó bị khờ. Nó bỏ nó đi đâu không biết. À, bây giờ bà muốn con giúp bà cái gì này, bà nói này con giúp cho. Bà cần cái gì? Gì cũng được, không như cũng được nữa. À, cái gì cũng được mà không giúp cũng được nữa hả? Ừ. Thì nhà còn gạo ăn không bà? À? Còn nhà còn gạo ăn không? No. Ý là nhà mình còn gạo để ăn không á? Hết rồi. Hết gạo rồi? À. À. Rồi cơm nước đây ai nấu cho bà đây? Nấu, dài nấu, nhìn là nấu. Là bà tự lết đi bà nấu hả? Ừ. À. Quá tốt rồi, hai ông bà bây giờ là người nào cũng bị bệnh. Là hai ông bà này bị bệnh lâu chưa chú? Lâu rồi. Là khoảng bao nhiêu năm rồi? 5-6 năm này rồi. Là cứ nằm một chỗ, lết một chỗ rồi. Là chỗ tay lùi đó. À, gọi là chỉ có lết từ đây vào chỗ bếp thôi. À, ừ. Rồi hình như ăn ỉa tại chỗ hay sao này? À. Ăn đi tiểu thứ tại chỗ luôn đấy. Dạ, bảo thế chảo. Chỗ lết vô trong cái nhà cầu. À, nhưng mà đi tiểu là hình như tiểu tại chỗ. Ừ, tiểu tại chỗ. Là hai ông bà này được mấy người con chú? Thế không phải chứ. Không phải. Không phải là thằng nó nhậu, nó đi đâu mất tiêu, à, đi tối ngày vậy. Đi tối ngày. Nhưng mà nó có khôn hay nó khờ? Đâu, nó khờ hết trá. À, có khờ nhưng mà hay nhậu. Rồi cứ đi lang thang vậy. Đi lang thang vậy mà. À, cho nhậu gì cho nhậu. À. Chỗ nào có nhậu là tới đấy đúng không? À, đúng rồi. À. Ông lại nằm đó đây. Sao khổ chứ trời. Khổ lắm. Nhà này là của chùa cắt. Nhà mới được cất. Chứ nó chả có gì. Ngày trước ở chỗ này là cái nhà lá rồi. Nhà lá. À. Vậy là mới cất đây được khoảng bao lâu rồi? Hai ba năm nay. Ngày kia giờ hai ông bà này sống giờ ai nuôi ông bà ấy chú? Tự chồng sớm. À, có nghĩa là những người xung quanh đây thấy thương thì bắt đầu người nấu cơm nấu nước rồi bắt đầu là nấu cơm nấu nước rồi cho là cái gì thì ăn cái đó. Còn không cho là nhịn luôn đấy. Nhịn tối ngày luôn. À, có nghĩa là nhiều khi không có cơm ăn luôn đấy. Không, nấu không được cũng đói chịu đói. Dạ. Thế bây giờ bà cần cái gì bà? Bà cần cái gì con giúp này? Gì cũng được, cũng gì cũng được. Bây giờ nó cho cái gì cũng được. Cho cái gì cũng được. Có nhiều khi là nhịn đói luôn, không có cơm ăn luôn hả? Ừ. Trời. Bởi vì giờ cứ nằm ở đây nè các bạn, bởi vì ai cho cái gì thì ăn cái đó, còn không cho là nhịn luôn. Cho bao nhiêu ai mang bữa là giống đến bữa là giống kiểu là mọi người ở đây là nấu cơm là bê thang cho chén hai chén vậy là ăn vậy thôi. Chứ không có ai đâu. Cho chuối à, cái gì cho anh ấy thằng ăn. Dạ. Vậy là chỉ có ai cho, ví dụ bê đến giờ bê cơm sang thì ăn mà không có cơm là nhịn luôn. Ừ, nhịn luôn. Nhiều khi người nọ tưởng người kia cho rồi là cũng không cho là cũng nhịn luôn. Cho. Làm sao bà lết được ra ngoài đây ha? Chỗ này này. Bà lết không có được đâu, bà ngồi vậy đó. Xây gì vậy? Vậy là chỉ có ngồi tại chỗ xong bắt xoay vậy thôi, chứ không có làm được cái gì hết. Ông là bị ông cũng bị lâu cho bà chú. Ông à? Dạ. Ông bà lượt. Hai ông bà cũng bị một lượt luôn. Một lượt luôn. À.
Nhưng mà sao ông nhìn có vẻ hơi hơi ấy hả? Yếu quá hả? Yếu nhiều ạ. Con cái không đứa nào nó lo hay sao? Đâu, cái đâu có con nữa đâu. Nghe đâu có đứa con lấy chồng ở đâu á? Ở đó cháu. Cháu hả? Cái nhỏ cha. Con phải. Ừ, con phải á. À, con của cái trên bàn thờ đấy. Bà ở. À. Con giàu, giàu. Vậy đấy là cháu. À. Còn cái con trai thì khờ bây giờ đi lung tung rồi. Lung tung. Quá khổ à. Có nghĩa là giờ chỉ sống ai cho gì ăn cái đó thôi chứ không. Bây giờ con biếu bà ít tiền nha. Ừ. Biếu bà ít tiền bảo túi muốn mua gì mua nha. Ừ. Dạ. Có những hoàn cảnh đúng là không thể tin nổi các bạn. Một nhà thì tất cả đều ấy. Trong đó thì sống thì cứ như thế là... Sống mà quá khổ cái này. Khổ lắm. Dạ. Bà muốn mua gì bà nhờ người mua cho bà nha. Ừ. Bà giữ được tiền không? Hả? Để con biếu cho bà 1 triệu nha. Ừ. Bà mua đồ ăn hay là mua thuốc, mua men hay là để dành trong túi nha. Lúc nào cần cái gì thì xài cái đó nha. Ừ. Ở trong người là giờ không có 1.000 nào luôn. Ừ. Không có vậy đó. Không ngoài đó. Thôi con thay mặt cô Liên Hương Phạm. Dạ. À, biếu cho bà 1 triệu nha. Ờ, 1 triệu. Dạ, 1 triệu. Cảm ơn. Dạ, bà cất vào túi đi. Rồi bà có đi chợ đâu không? À, có cái gì nhét ở trong đó vậy? Dạ, đó đó. Bà 40 khăn. À, cái ví có tiền không bà? Không. Không có tiền luôn hả? Đi giáo nha. Bà cất kỹ đi, khi nào có cần ăn cái gì thì mua nha. Dạ, dạ. À, thôi các bạn ơi, thì như các bạn thấy thì hiện tại bây giờ gia đình này giống kiểu là... Giờ cũng gọi là sống dưới, gọi là cái khổ quá rồi, không thể còn cái từ nào để mà tả nữa rồi. Chồng cũng bệnh, mà con cũng bệnh, mà mẹ cũng bệnh, cả nhà đều bệnh. Không có giờ ăn gì ở tại một chỗ luôn các bạn, không có thể nào mà... Mà có ai giúp tôi ông bà hết, trẻ hàng xóm khi nào mà có cơm bê rang ăn thì ăn được, còn không là nhịn đói luôn, cực kỳ khổ luôn. Cho nên mình ghé mình thăm chút xíu cũng như có tí quà biếu cho ông bà, để gọi là có tí quà làm quà cho ông bà, muốn mua thì để mua thôi. Thì nếu có dịp thì mình sẽ ghé thăm ông bà sau nha. Còn bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây các bạn. Dạ. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Là ông bà này là đúng là giờ là giống kiểu là không còn cái từ nào để nói nữa rồi. Thằng con trai mà nó khờ khạo, nó không có biết gì hết trơn á. Rồi nó cũng đi mời chén rượu, nó uống chút. Có nghĩa là uống rượu liên tục. Ờ, nó bỏ bê, xứ mời giờ không biết cho ăn chưa. Nhà đoàn kết người ta cho. Dạ, dạ. Cái thấy cái nồi cơm kia mà không biết ăn chưa, hỏi bà thì bà nói bà ăn rồi. Bà ấy cơm nguội, bà ăn. Ăn cơm nấu mấy ngày nay rồi đúng không? Ờ, bộ dài rồi. Nó đâu có cho lo đâu. Dạ, 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 dạ. À, thôi con đi nha, nếu có dịp con ghé con thăm bà nha. Dạ, dạ. Khổ rồi, cho ăn. Khổ. Lúc nào được hàng xóm cho thì ăn, mà không có thì nhịn luôn. Con dâu thì bị điện giật chết. Điện giật chết, lâu chưa cô? 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ, 2 năm rồi. Khổ dữ dằn, chú ơi, mình đùi đá ỉa, nhà ta cắt, nhà cậu nhà tắm cho luôn. Dạ. Nhưng mà đá ỉa tại chỗ. Đi không nổi. Dạ. Kệ YouTube cho chị. Có nghĩa là chỉ nằm một chỗ thôi đúng không? YouTube người ta, ta tài trợ nữa, ta cho. Khổ có con lắm. Khùng đúng không? Dạ dạ dạ. Còn cùng mà còn ổng là giờ đi đứng đâu được, nằm chỗ. Dạ dạ xong rồi chú. Dạ thôi con đi đây.